Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá thương mình Tây Quốc. Hôm nay tục lên là một clip gồm 6 con câu nha anh em. 6 con câu này 6 con câu carbon, hàng mini, hàng rút, hàng kiện Nhật. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không giống clip em lên đó thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất mọi người tham khảo nha. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây cần câu rút. Đây nè mọi người, nó. À, chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Đây. Thì cây này là cây Marin hàng 2m1 anh em, hàng 2m1 thì cái này được em lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người, phen hãng bát hãng luôn đó. Thì ngoại hình còn rất là mới nha mọi người, ngoại hình còn rất là mới, xinh tươi luôn. Đây nè, không xước lóng gì hết đó, rất là mới nha mọi người đó. Thì dạng này về cho anh em thích hợp để trong ba lô đi câu du lịch, đi du lịch nè đó, nhỏ gọn tiện, anh em câu cá ba thể loại luôn đó, đánh giải trí dạng. Rồi, cái này 2m1 độ cứng, cái này ra tầm khoảng đâu đó, điểm đo độ cứng xem. Độ cứng ra tầm khoảng 20 nha nè, độ cứng ra tầm khoảng 20. Đó. Rồi, cái này nặng là 110g. Dạ, đọt là 1.9 ly. Thì cái này thu gọn ra tầm khoảng 43 cm nha nè, 43 cm. Rồi, giá cái thứ nhất là 500 nha mọi người. 500. Tiếp theo cái số 2. Cây số 2 em bên trong người là mẫn là một cây cần mini, cần rút nha mọi người, cần rút. Thì dạng này cần carbon nè, hàng carbon, hàng alpha taco. Đây. Thì cái này dài 1m8, hàng Korea xuất Nhật, mã tem sức đầy đủ nha anh em. Đó, cây này cứng mừng, dài 1m8. Ngoại hình còn rất là ok anh em, xinh tươi. Fan là fan Fuji. Đó, fan Fuji lõi xám nè, đó. Fan ok hết trơn nha mọi người, không nứt bể gì hết. Đó. Đây, đóng chữ Fuji. Đó. Fan rất là đẹp. Đây, đó. Carbon sẵn nha anh em. Ngoại hình rất là xinh tươi nha. Đó. Đây, đó. Tất cả các lóng ok. Đó, carbon sẵn. Đọt rọc tháp nha anh em, đọt tháp, đọt sợi thủy tinh. Đó, tăng độ tải của cái cần lên. Đó. Fan Fuji nè, đóng chữ nha mọi người. Đó. Dạng này để ba lô câu du lịch, để đi du lịch là khỏi chơi đó. À, thôi anh em nào về quê đó để nhét vô ba lô câu trốn vợ câu. Rồi, cây này nặng là 98g, đọt 1.3 ly, thu gọn là 41 cm. Rồi, giá cây số 2 giá 700 nha người, 700 cây số 2. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 là một cây cần nội địa hàng mini bass nè mọi người đó. Ngoại hình cây này còn rất là ok anh em, xinh tươi luôn á. Đây, bass là bass Fuji nha anh em, bass Fuji. Bát của cây số 2 cũng là bát Fuji nha mọi người. Bát cây số 2 cũng là bát Fuji. Bát cây số 3 cũng là bát Fuji. Đây, đó, bát Fuji. Ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Đó, carbon sẵn. Đây, mini bát. Cứng mừng, dài 1m8. Tem nội địa. Rất là đẹp nha mọi người. Suzumi nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Phôi khỏi chơi. Phôi hết nước chấm luôn á. Cần còn mới nha mọi người. Đó. Đẹp hết tức chấm luôn. Đó, rất là đẹp. Đây, đọc ra đây. Đó. Fan bass Fuji hết nha anh em. Đó, ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95% nha anh em. Rất là xinh tươi đẹp luôn. Fan đây. Đó, fan Fuji nha anh em. Fan Fuji. Rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 80g. Đọt là 1.4 ly. Thu gọn 41 cm. Rồi, giá cây số 3 là 700 nha anh em. 700. Thì cái này anh em có thể câu tôm được, câu tôm thanh chấp thoải mái nha mọi người. Đó, rất là ok. Thằng thích hợp cho anh em đi du lịch. Rồi, cây số 3 vẫn là một cây mini mat. Đó, về được một cặp đây. Đó, nó đây. Đó. Thì cây này cứng mừ, dài 1m8, hàng vẫn hàng nội địa. Đó, tem đầy đủ. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Anh em. Cực kỳ đẹp nè. Đó, carbon sẵn ok hết nha. Đó. Sẵn ok, sẵn hết nước chấm luôn. Đó. Xinh tươi. Fan vẫn là fan Fuji nè, fan Fuji loại xám. Bát là bát Fuji. Japan nha mọi người, bát Fuji Japan. Thì cái này cứng mừng, dài 1m8, hàng vẫn hàng cho anh em câu du lịch, câu giải trí, để trốn vợ đi câu. Thì cái này cứng 80,
dài 1 mét không, nặng là 80 g, dài là 1 mét, dài 1m8, cứng 10, đọt 1 ly 4, thu gọn 41 cm. Rồi giá cây số 4 vẫn là 700. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 vẫn là một cây cần rút mini, dạng này về cho anh em câu lăng xe ok nè. Đó, fan là fan Fuji anh em, fan Fuji nó đây. Đó, đây đó, lỗi xám hết nha mọi người. Đó, bu Fuji, bát là bát Fuji. Đó, thì cái này một cây Alpha Taco, cứng 20, dài 2m4. Thì cái này anh em có thể câu lăng xe cũng được, đó, câu lăng xe cũng được, để ba lô câu lăng xe, đó, câu quạt để đi du lịch đi câu, đó, máy in của Korea nha mọi người, hàng Hàn Quốc xuất Nhật, cứng 20, dài 2m4, carbon sắn, đó, carbon sắn gần gút nha mọi người, đó, carbon sắn gần gút hết nha. Cần còn gắt là ok anh em, fan chạy đây, đó, fan Fuji, bát Fuji, dài 2m4, cứng 20, nặng là 160 g, thu gọn 41 cm, đọt 1 ly 5. Rồi giá cây số 5 giá cũng 700 nha, này 700, cái này anh em về cầu lăng xe ok nè, để trong ba lô cầu đi du lịch. Tiếp theo cây cuối cùng là một cây hàng Shimano, hàng đẳng cấp nè. Đó, thì cái này vẫn là chất liệu carbon, thì cái này hàng Honeybag, thì cái này cứng 30, dài 2m1 anh em, cứng 30, dài 2m1, hàng của China xuất Nhật, mã code đầy đủ nha. Đó, bát là bát Fuji, Shimano, rất là mở luôn mọi người, coi ok đó, đây nè, rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó, carbon sẵn găng gút đây. Đó, cực kỳ ok cho anh em, hàng nguyên zin nha, nguyên zin nguyên kiện, sẵn này đó, rất là đẹp nha anh em, thôi rất là đẹp luôn. Đây, fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji Shimano. Thì cái này nặng là 135 g, đọt 1 ly 6, thu gọn 4 cm, cứng 30, dài 2m1, anh em về câu lăng xe, câu đa thể loại nha mọi người, câu lăng xe anh em có thể lấy đi lua cũng được, câu hành, cháp, tôm, mọi thứ rất là ok nha mọi người, hàng này chia cho anh em đi du lịch, để ba lô, đó, trốn vợ đi câu. Rồi, giá công khai cây số 6 giá là 800 nha mọi người, đó, tổng cộng 8 cái cần, 6 cái cần em lên nha hôm nay, nếu anh em ưng cái nào chốt để em soạn, để em đợi số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha, rồi, cảm ơn anh em.